Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Ở trong video ngày hôm nay rất đặc biệt, thể theo yêu cầu của một bác khách ở tỉnh xa. Bác khách có hỏi Tiến Dũng là tôi muốn ghép một chiếc âm ly Denon model PMA 2000 trơn, hàng bãi nội địa Nhật, sử dụng điện 100V, công suất nguồn là 250W và máy chạy 4 sò 1 phát công nghệ UHC, thì liệu có kéo được một cặp loa Bose 601 Series 3 công suất là 250W trên một thùng hay không? Thì Dũng thực hiện video này để test ra thay cho câu trả lời. Xin mời bác khách cũng như là các anh em chơi audio quan tâm đến câu hỏi và chủ đề này sẽ cùng trải nghiệm bộ âm thanh này. Thì Dũng sẽ lấy trực tiếp TV Internet xuống một chiếc đầu giải mã DC kết hợp với cặp loa Bose 601 Series 3 phiên bản màu đen mức giá chỉ 38.5 và phiên bản màu vàng mức giá 48.5. Chiếc ly Denon với mức giá chỉ 12.500.000. Mọi nhu cầu mua sắm và tư vấn, quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Chúng ta sẽ cùng chuyển qua một đoạn nhạc của giọng ca Để Đời. Đường bây giờ đường vắng không anh, đường ngoài kia gió lạnh đầu mình. Đêm ngày lôi thề chờ nhau buồn thở. Đường sương cây già còn nhớ không anh, chiều mưa bay gió lạnh vai mềm, phố buồn ve sầu gọi nhau phượng nở. Hình bóng đâu dấu xa rồi xin nhớ mãi, hẹn thề xưa năm nào anh còn nhớ. Chúng ta vừa trải nghiệm một đoạn âm thanh rất tuyệt vời của một bộ ba phối ghép rất ăn ý với chiếc âm ly Denon PMA 2000 trơn. Theo Tiến Dũng đánh giá là nó hoàn toàn có thể đánh được rất thoải mái một cặp loa Bose 601 Series 3. Ngoài ra, nếu quý vị và các bạn muốn một âm thanh tốt hơn, mạnh mẽ hơn cũng như là hay hơn thì chúng ta nên đầu tư thêm một chiếc âm ly cao cấp hơn, ví dụ như là chiếc 2000 4 la mã, 2000 SE thì âm thanh sẽ tốt hơn rất nhiều. Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ âm thanh của ngày hôm nay. Trước mặt quý vị và các bạn là mẫu loa Bose 601 Series 3 phiên bản màu đen. Đây là một mẫu loa đỉnh cao nhất của thương hiệu Bose, hàng second hand, hàng tuyển chọn trực tiếp từ Mỹ về. Đây là ép căng của loa. Với mẫu loa này sử dụng hai loa mát, một bát 20cm phía trước và một bát 20cm check phía trên, 4 loa chép giấy. Với mẫu loa này thì quý vị và các bạn sẽ nghe được âm thanh lan tỏa đến mọi hướng trong không gian gia đình mình, bởi vì các loa được hãng bố trí rất đặc biệt theo bí kíp của nhà sản xuất. Phần thùng loa được hãng trang trí bên ngoài bằng simili màu đen. Lỗ thông hơi của loa nằm ở đây, chạm loa nằm ở đây. Cặp loa này có công suất là 250W trên một thùng, trở kháng 8 ohm, hàng Mỹ và được sản xuất tại Mỹ. Mẫu loa này sẽ thích hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke trong các không gian lớn tầm trên dưới 40m2. Đây là thùng loa phía bên này.
Cặp loa Bose 601 Silver quý vị và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke. Hai bát 20 và 4 loa chép ở mỗi bên. Âm thanh của dòng này rõ nét, độ chi tiết cao và nó rất mạnh mẽ. Một cặp loa như vậy quý vị và các bạn có thể sử dụng chơi đa thể loại dòng nhạc. Tất cả các nhu cầu giải trí về nghe nhạc, về hát karaoke, thậm chí về xem phim, nó đều có thể đáp ứng tốt. Phiên bản màu đen thì Dũng đang ưu đãi rất đặc biệt trong đợt hàng này, mức giá chỉ 38.500. Tương tự như vậy là phiên bản màu vàng. Phiên bản màu vàng thì Dũng phục vụ với mức giá chỉ 48.500. Tất cả những sản phẩm này là hàng tuyển chọn trực tiếp từ trời Tây, từ Mỹ về do các bạn hàng của Tiến Dũng ở bên Mỹ. Phần ê căng cũng như là phần thùng loa tuyệt đẹp. Có rất nhiều các anh em hỏi Tiến Dũng là với một cặp loa Bose 601 Silver thì tại sao màu sắc nó lại quyết định nhiều giá như vậy. Luôn tại đây thì Tiến Dũng cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn, với một cặp loa Bose 601 Silver phiên bản màu đen hay phiên bản màu vàng thì tuyệt đối tất cả các thông số kỹ thuật, chất âm cho đến độ bền đều như nhau. Chỉ khác là màu vàng thì hãng đã trang trí bên ngoài bằng gỗ lạ. Phần ê căng được hãng thiết kế là màu vàng và màu nâu, nhìn nó sang trọng hơn, nó đẹp hơn. Về âm thanh, về thông số kỹ thuật là hoàn toàn giống nhau. Đây là hai cặp loa do bạn hàng của Tiến Dũng ship trực tiếp từ Mỹ về, nên quý vị và các bạn sẽ thấy cái nước đồ, xin nhấn mạnh là cái nước đồ nó rất đẹp. Cái nước đồ quý vị và các bạn có thể hình dung là có hai cái áo, một cái áo mới hơn và một cái áo cũ hơn. Tất cả những sản phẩm này Tiến Dũng đều bao zin từ A đến Z, bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Phía dưới này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc âm ly phân khúc giá rất bình dân của thương hiệu Danone. Đây chính là chiếc Danone model PMA 2000 trơn. Chiếc này sử dụng 4 sò 1 phép với công nghệ UHC. Máy sử dụng 2 biến áp nguồn, điện 100V, công suất nguồn là 250W. Đây là sản phẩm do bạn hàng của Tiến Dũng đấu mạng trực tiếp từ Nhật về, từ siêu thị Nhật về, nên quý vị và các bạn sẽ thấy các nước đồ, các rắc kết nối nó còn vàng óng, rất đẹp. Tiến Dũng bao zin từ A đến Z, bảo hành kỹ thuật 1 tháng cho sản phẩm này. Mức giá trong đợt hàng này cũng rất ưu đãi, Tiến Dũng phục vụ chỉ 12.500.000. Phía trên này là một chiếc đầu giải mã DEC. Đây chính là chiếc giải mã DEC iFi Gen 1 Signature. Chiếc này sử dụng chip giải mã 32-bit, chip của Brown Mỹ. Với iFi Gen 1 Signature, chúng ta có thể kết nối với Bluetooth của điện thoại, cổng quang của TV, cổng USB của máy tính, cổng cô sen của đầu đĩa, và máy này sẽ xuất ra giống như là một đầu đĩa ở hai cổng âm thanh, một là cổng ba lăng 4.4 và một là cổng RCA. Sản phẩm này là thương hiệu từ Anh Quốc, được sản xuất chính hãng tại Trung Quốc, giống như một chiếc điện thoại iPhone hàng Mỹ sản xuất Trung Quốc. Chiếc này thì Dũng phục vụ với mức giá trong đợt hàng này cũng rất ưu đãi, chỉ 8.400.000, mới nguyên hộp, nguyên siêu, bảo hành 12 tháng. Thiết bị này đạt chuẩn Hi-Res Audio và Hi-Res Audio Wireless. Tiến Dũng đang có một chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho sản phẩm này. Đó là một dây quang và một dây AV Ý. Hai món quà này trị giá 600.000. Sản phẩm này sẽ được bảo hành 12 tháng, bảo hành chính hãng. Và nhu cầu mua sắm và tư vấn quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Cao cấp hơn các bản của Danone 2000 trơn, đó chính là Danone 2000 SE, Tiến Dũng cũng vừa cập nhật ở đây. Danone PMA 2000 SE sử dụng 4 sò 1 phép, công nghệ UHC, điện 100V, công suất nguồn là 275W. Chiếc này về với tình trạng còn remote, catalo, dây nguồn đầy đủ, mức giá 25. Đây là đối tác rất tuyệt vời cho các dòng loa Bose như là 601 Silver. Các mẫu loa của Nhật hoặc của Mỹ từ bass 40cm đổ lại đều chơi rất thoải mái. Đây là một chiếc âm ly, nó có thể nói là không kén cặp loa nào. Phía dưới này là một chiếc bình dân hơn, đó chính là Danone 2000 4 loa mã. Chiếc này có cầu cùng cấu hình, điện 100V, công suất nguồn là 275W, mức giá chỉ 19. Hiện nay chúng tôi cũng đang là đại lý chính thức của các thương hiệu, các sản phẩm hot trend nhất về đầu giải mã DEC, đầu đắc. Những chiếc đầu đắc của Tiến Dũng phục vụ luôn luôn có tem chuẩn Hi-Res Audio. Tất cả đều là giải mã 32-bit. Chúng ta có thể kết nối với TV, với điện thoại, với máy tính, sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke, thay thế hoàn toàn cho những chiếc đầu băng, đầu đĩa, đầu 5 số thông thường. Nghe nhạc chất lượng cao và hát karaoke online.
mức giá dao động từ khoảng 4 triệu cho đến ngoài 20 triệu một chiếc. Quý vị và các bạn có thể truy cập trang web chính thức tiendungaudio.com để xem thêm rất nhiều các sản phẩm audio. Đường link tôi có để phía dưới phần mô tả. Tới đây thì Tiến Dũng xin kết thúc video này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo vào lúc 11 giờ trưa trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn.